Xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về toán tăng thay lỡ như các bạn. Hôm nay mình nói về cách so sánh các hỗn số. Thì mình lấy ví dụ về hỗn số trước, ví dụ như 3, 1 phần, phần 2. Thì đây được gọi là hỗn số, là các biết gọn của 3 cộng cho 1 phần, phần 2. Kể chưa ạ? Vậy hỗn số gồm có 2 phần. Thứ nhất đó là phần nguyên. Thứ hai đó là phần số. Ok chưa ạ? Rồi, thì để so sánh hỗn số thì các bạn nhớ với mình có hai cách chính. Có hai cách. Cách một đó là các bạn nhớ. Cách một đó là các bạn so sánh phần nguyên. Nhớ cẩn thận. Vì nhiều lúc người ta gài, ví dụ như 3 1 phần 2 và 2 1 phần phần 3. Thì các bạn nhìn vào trước khi so sánh phần nguyên nha các bạn. Phần nguyên thì các bạn để ý cái phần phân số trước, 1 phần 2 và 1 phần 3 nhỏ hơn 1, đồng thời nhỏ hơn 1, thì các bạn mới so sánh phần nguyên. Được chưa? Vì 3 lớn hơn 2 nên 3 1 phần 2 lớn hơn 2 1 phần 3. Ok chưa? Rồi, cách 2 đó là các bạn chuyển qua phân số và so sánh. Ví dụ như chơi luôn đi, 3 1 phần 2 và 2 1 phần 3. Thì các bạn chuyển 3 1 phần 2 qua phân số. Thì cách chuyển như sau: các bạn lấy phần nguyên nhân mẫu rồi cộng tử, 3 nhân 2 cộng 1 bằng 7, viết lại mẫu. Ok chưa? Tương tự 2 1 phần 3, 2 nhân 3 cộng 1 bằng 7 phần 3. Được chưa? Rồi tới đây thì các bạn quy đồng mẫu số. Thì các bạn thấy gì ạ? Mẫu đây là 2 nè, mẫu đây là 3, vậy mẫu số chung là 6 bằng 2 nhân 3. Thì các bạn lấy 7 phần 2, mẫu là 2 thì thiếu mấy ạ? Thiếu 3, vậy nhân 3 trên tử và nhân 3 ở dưới mẫu, vậy bằng bao nhiêu ạ? 21 phần 6. Tiếp tục 7 phần 3, mẫu là 3 thì thiếu mấy ạ? Thiếu 2, thì 7 nhân 2 phần 3 nhân 2 bằng 14 phần 6. Rồi, khi các bạn đã thấy cùng mẫu rồi ạ, các bạn so sánh tử, vì 21 lớn hơn 14, được chưa ạ? Suy ra 21 phần 6 lớn hơn 14 phần 6. Mà 21 phần 6 có phải là 7 phần 2 không ạ? Đây này, thì suy ra 7 phần 2 lớn hơn 7 phần 3. Mà 7 phần 2 có phải là 3 1 phần 2 không ạ? Được chưa ạ? Vậy mình suy ra 3 1 phần 2 lớn hơn 2 1 phần 3. Ok chưa ạ? Thì ở đây mình khuyên nha các bạn, nếu bạn nào mà muốn dễ nhớ nhất mà không bị ảnh hưởng gì hết khi giải bài so sánh về hỗn số, thì các bạn dùng cách 2 giúp mình. Dùng cách 2 nha các bạn. Dùng cách 2 để cho nó an toàn, nó không bị trường hợp mà các bạn thiếu quan sát. Được chưa? Rồi, thôi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong quá trình hướng dẫn. Có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp mình để mình khắc phục, những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Xin cảm ơn, bye bye.